Minh Hương xin chào các bạn khán giả đã quay trở lại với tin tức mới. Rất vui khi được đồng hành cùng các bạn trong các bản tin nóng nhất của trong ngày. Ngay bây giờ, các bạn hãy dành ra ít phút để cùng mình cập nhật tin tức mới nhất của trong hôm nay nhé. Đàm Vĩnh Hưng bị VTV cho lên sóng, Ngọc Trinh bất ngờ bị cộng đồng mạng mỉa mai vì lý do khiến ai cũng bức xúc. Mới đây một bản tin của kênh VTV1 đã nhắc đến vấn đề loạn danh hiệu trong Showbiz và đề cập đến một sao nữ tự xưng là ca sĩ dù không có giọng hát và một nam ca sĩ có danh xưng ông hoàng nhạc Việt có những hành vi không phù hợp với chuẩn mực của người nổi tiếng. Theo đó bản tin này đi kèm với lời bình như sau: Ở Việt Nam cứ cầm mic lên là thành ca sĩ, cách đây ít lâu một cô gái trẻ phát biểu như vậy khi bắt đầu con đường ca hát, tuyên bố ngông cuồng đó hóa ra là có cơ sở. Không cần hát hay, không cần được đào tạo kỹ thuật thanh nhạc, chỉ cần chịu khó đầu tư hình ảnh bắt mắt, thu hút được người xem nhất định thế là cô được gọi là ca sĩ trên nhiều trang báo đây cũng là giọng ca khán nổi ở dòng nhạc trẻ bên cạnh được một số bài hát yêu thích tên tuổi của anh được gắn liền với những vụ lùm xùm nhưng lại hùng hồn tuyên bố mình là vùng đất cấm tức là không ai được đụng đến sự tự tin này có lẽ được từ việc là anh được dán cái mác sang trọng ông hoàng nhạc việt bản tin của vtv cũng dẫn lời ý kiến của tiến sĩ khoa học đoàn hương về vấn đề này ông hoàng bà chúa nhạc việt bỗng chốc trở thành ông hoàng bà chúa và nhiều lúc họ tự cho mình cao hơn pháp luật đã xảy ra những việc nặng nề như những vụ từ thiện lùm xùm vừa qua ngay lập tức đây trở thành chủ đề được nhiều khán giả mang ra bàn luận trong nhiều group trên mạng xã hội. Theo đó dù đã che mờ hình ảnh nhưng chỉ cần những thông tin cùng giọng nói, nhiều người đã khẳng định hai người được nhắc tới ở đây không ai khác là Đàm Vĩnh Hưng và Chi Pu. Theo đó trong thời gian qua Chi Pu đã nhận về không ít chỉ trích khi bất ngờ tự xưng là ca sĩ, nhưng giọng ca của cô lại khiến nhiều người phải la ó. Về phần Đàm Vĩnh Hưng, từ xưa đến nay anh đã được nhiều người gọi với danh xưng ông hoàng nhạc Việt. Tuy nhiên gần đây Mr. Đàm đã vướng nhiều lùm xùm liên quan đến từ thiện cũng như cách ứng xử trên mạng. Thậm chí anh khiến ai nấy bức xúc về phát ngôn có phần ngông cuồng khi cho mình là vùng đất cấm. Dưới những phần tranh luận, nhiều người không khỏi thể hiện sự bức xúc về Đàm Vĩnh Hưng và Chi Pu khi đã lợi dụng các danh xưng và có những hành động thiếu đi sự chuẩn mực của những người làm nghệ thuật. Không chỉ thế, nhiều người còn cho rằng giới giải trí Việt Nam đang lạm dụng danh xưng khiến cho một số người hoạt động trong giới được đánh giá một cách quá đà. Đáng nói nhiều cư dân mạng còn gọi tên Ngọc Trinh vì suốt nhiều năm qua cô được mệnh danh là nữ hoàng nội y và dùng danh xưng này bước vào showbiz dù gây ra không ít ồn ào. Thậm chí cô này còn là người chị em thân thiết với Chi Pu và đã khiến nhiều khán giả phản đối khi có động thái muốn lấn sân sang ca hát. Thậm chí cô nàng đã phát hành một MV trên kênh youtube của mình. Vì vậy mà khi VTV thực hiện bản tin về vấn đề lạm dụng danh xưng, nhiều khán giả đã ngay lập tức thể hiện sự chỉ trích với Chi Pu. Ngọc Trinh chuẩn bị làm ca sĩ, không biết có hay hơn Chi Pu không? Nữ hoàng nội y lại chuẩn bị xong ca cùng chiếc ố, như vậy thì sao Ngọc Trinh debut được? Ông Hoàng Nhạc Việt, nữ hoàng nội y, toàn danh xưng tự phong, sau đó dùng chiêu trò để cứu vớt, duy trì độ nổi. Vừa rồi là những thông tin vừa tổng hợp trong ngày của tin tức mới. Cảm ơn các bạn đã luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ kênh của chúng mình. Đừng quên để lại ý kiến đóng góp hay chia sẻ cảm nhận bên dưới phần bình luận cho mình biết nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.